Dạ, em mến chào tất cả cô chú chị đã trở lại với kênh của em. Thì mới đây thì chị Ni cũng đã lên một cái bài viết, một cái status để tán thẳng mặt cái người anh hai này. Thì cô chú chị cũng đã biết trong suốt thời gian qua thì người anh hai này hiện tại bây giờ cũng đã quay lưng và quay xe với Hồng Loan. Nha cô chú chị, thì anh ta cũng lên cũng trách móc Hồng Loan rất nhiều. Ý anh ta là anh ta muốn lên là cái bằng là dồn đổ hết tất cả trách nhiệm vào mà Hồng Loan để cho Hồng Loan gánh mọi chuyện. Thì ngày xưa thì Hồng Loan cũng đã lên tiếng, ngày xưa thì Hồng Loan cũng đã lên tiếng và cũng đã binh vực anh ta rất là nhiều lần về cái câu chuyện là cái bản quyền BH, trong cái vấn đề bản quyền BH. Thì ngày xưa Hồng Loan cũng đã lên tiếng nói đỡ cho anh ta đó. Thì bây giờ tại sao mà cái người anh hai này lại lên lại cho rằng là Hồng Loan là con nuôi, con không hợp pháp của ông Năm đó, thì anh ta có xứng đáng không cô anh chị? Anh ta đúng thật sự là con nuôi, kêu bằng là con nuôi là không xứng đáng với ông Năm một tí xíu nào đâu cô chị. Tại sao mà con của ông Năm là Hồng Loan hiện tại bây giờ là con ruột của ông Năm rồi đó, thì tại sao anh ta là người anh hai mà tại sao anh ta không bảo vệ cho người em mình trong thời điểm mà cái bằng là những kẻ mà quay xe lên mà kêu bằng là công kích người em của mình hàng ngày hàng giờ hàng đêm, nó lên nó bôi nhọ danh dự, nó bôi nhọ danh dự, nó nói xấu người em mình rất là nhiều. Nhưng mà trong những lần đó người anh hai mình ở đâu, mà tại sao bây giờ mà anh ta lại lên mà anh ta cho rằng là người em mình là Hồng Loan là con nuôi, con không hợp pháp của ông Năm. Ngày xưa cái câu chuyện chị Ni cũng đã kêu bằng là vạch lá tìm sâu, cũng đã nói lên cái câu chuyện là quay MV mà anh ta cũng lấy tiền của kêu bằng là của anh Sang rồi đi kêu bằng là đi đến để review cái resort của anh ta. Thì anh ta cũng lấy tiền ở trong tất cả các anh em, anh ta cũng không kêu bằng là cũng không bỏ qua một ai, anh ta cứ bằng là lúc nào cũng muốn là tiền vô túi của anh ta là anh ta an tâm, anh ta không suy nghĩ tới vấn đề là mọi người có thông cảm hay là có đồng cảm hay là có kêu bằng là có tình có nghĩa hay không. Nếu như mà có tình có nghĩa thì làm sao mà anh ta lấy được những đồng tiền của những anh em trong nhà hả con chị? Tới thời điểm bây giờ mà phía bên 10 triệu của Thành Mỹ mà Thành mà anh ta còn lên anh ta đòi, giống như là anh ta ghét cay ghét đắng. Một khi mà kêu bằng không còn tình không còn nghĩa gì thì anh ta kêu bằng là cạn sào ráo máng. Cho nên là hiện tại cái người anh hai này hiện tại bây giờ thì cô chú anh chị cũng đã biết, mọi người cũng đã biết anh ta cũng toan tính rất nhiều trong cái vấn đề là cái bản quyền BH Maria của ông Năm. Ngày xưa cái đám tang của ông Năm đó đó thì anh ta cũng quay, anh ta cũng chia sẻ lên, rồi anh ta được lợi nhuận từ những cái vấn đề gì ở trong câu chuyện này. Các cô chị, anh ta được rất là nhiều lợi nhuận trong câu chuyện này, anh ta nhấn mạnh là anh hai tốt, rồi anh hai chia sẻ, nhưng mà anh hai này là không xứng đáng một câu một cái giá trị nào là làm con của ông Năm hết tất cả cô chú chị. Hiện tại bây giờ thì cái người anh này là không xứng đáng, ngay cả mà chị Ni cũng đã lên những cái bài viết để vạch trần cái bộ mặt kêu bằng là xấu xa của anh ta ra. Và chị Ba Bình Tinh thì hiện tại bây giờ thì nói chung á là cũng không muốn đi vào cái câu chuyện này và cũng không muốn đi vào cái câu chuyện kêu bằng cái drama này. Chị ta muốn là kêu bằng là muốn lo cho đoàn kêu bằng là đoàn gánh hát Quỳnh Long, chứ chị Ba cũng không muốn. Nhưng mà chị Ba lúc nào cũng cũng dòm và theo dõi Hồng Loan từng ly từng tí, quan tâm tới Hồng Loan như vậy. Nhưng mà người anh hai này là vô trách nhiệm, ngay cả chị Ni còn chia sẻ có một giây phút nào nếu như xong cái drama này thì chị Ni cũng sẽ lãng quên, và ai là người sẽ được lợi nhiều nhất đó là người anh hai này. Tới bây giờ thì cô chú chị cũng đã hiểu rồi đó, ông Năm rất là linh thiêng và ông Năm cũng đã vạch ra cái bộ mặt của người con nuôi này như thế nào rồi. Người con nuôi bàn thờ này đó kêu bằng là anh bàn thờ chứ không phải là con nuôi đó cô chị, không xứng đáng làm con của ông Năm trong thời điểm này. Chị Ni cũng đã lên tiếng thẳng thẳng và tát thẳng mặt vào cái mặt của ông ta, kêu bằng là cái mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta đó. Đó thì làm lợi cho cái bộ ba tam tay tam sơn thì hiện tại bây giờ nó cũng lên, nó cũng công kích người anh hai này. Không phải như những cái vấn đề nào mà tới bây giờ nó liên quan tới vấn đề là gia đình nữa, mà liên quan tới cộng đồng mạng, và tất cả cộng đồng mạng người ta đều biết về cái câu chuyện của người anh hai này là quay xe như thế nào. Thì chị ba Bình Tinh cũng đã lên chia sẻ rằng là không muốn ai xích mích với nhau, chị ta cũng nằm chính giữa. Thì mình cũng không nói tới cái người chị ba Bình Tinh này,
cho dù chị mà lên mà kêu bằng anh là binh vực thì cả cộng đồng mạng và tất cả mọi người đều biết cái câu chuyện của người kêu bằng cái người anh hai bàn thờ này như thế nào rồi. Không phải là ai mà muốn lên kêu bằng là công kích anh ta, nhưng mà tự anh ta lên mà anh ta dạch lá tìm sâu, và anh ta muốn là cái câu chuyện này mọi người đều biết. Ủa, biết để làm gì? Anh cũng chỉ là cái kêu bằng là của con nuôi của ông Năm, trong khi đó thì Hồng Loan khổ sở, anh giúp được cái gì? Cái người anh hai này đâu giúp được cái gì đâu cũng vậy. Khi mà Hồng Loan bị tác động phía bên kia đó, nó đã tác động, nó đã chửi bới, nó đã lôi những hình ảnh riêng tư của ông Năm ra để nó lôi ra nó chửi, thì trong lúc đó người anh hai này ở đâu cũng vậy. Người anh hai này có khi nào mà anh ta mà kêu bằng là giúp đỡ cho Hồng Loan ha vào để binh vực Hồng Loan trong thời điểm đó đâu, cũng buông xuôi và cũng bỏ cho phía bên kia nó vào để nó tấn công Hồng Loan đó. Thì từ những cái nick mà Hồng Loan đã kêu bằng là chuyển khoản cho anh ta, thì tất cả cô chú chị cũng cũng biết rằng là cái nick là nick của ai rồi. Từ bấy lâu nay cái nick đó đã vào để công kích Hồng Loan, đã chửi bới và kêu bằng lên những cái bài viết, thì mọi người cũng biết là ai rồi, như thế nào rồi. Thì tất cả cô chú chị cũng hiểu rằng là hiện tại bây giờ anh ta đã lộ ra toàn bộ sự thật, cái câu chuyện là đáng gồm và một cái câu chuyện là thiền hiện tại bây giờ là không thể nào mà cái bằng là từ chối mà từ bỏ được. Cái người anh hai này thật sự bây giờ mình nói là rất là ghê tởm, và tất cả cộng đồng mạng ai cũng đều muốn tẩy chay người anh hai này. Tại sao một người cái bằng là một người nghệ sĩ là một người nổi tiếng mà tại sao có những cái hành động mà kêu bằng kiêu căng tới mức độ như vậy? Trong cái gia đình thì anh ta lên, hiện tại bây giờ thì cái người anh hai này đó muốn là kêu bằng lên trên cộng đồng mạng là muốn đổ lỗi hết tất cả trách nhiệm cho Hồng Loan. Nghe không chị? Đổ lỗi hết tất cả trách nhiệm cho Hồng Loan. Ngay cả anh ta ghét về cái vấn đề là tại sao mà cái tình cảm, cái tình nghĩa mà anh ta đưa cái mua cái bàn thờ gì đó cho ông Năm mà bây giờ Hồng Loan trả. Hồng Loan muốn là không muốn nặng tình nặng nghĩa với anh ta, và cũng không muốn kêu bằng là để cho ông Năm xua tay nhắm mắt, ông Năm yên lòng, ông Năm yên trong những thời điểm này. Không, ông Năm là không muốn là nợ nợ bất cứ người nào, cho nên Hồng Loan làm đúng theo cái nguyên tắc đó nha cô anh chị. Thì bây giờ cái người anh hai này lúc nào cũng lên cũng chia sẻ những cái bài viết mà kêu bằng có lợi cho anh ta đó. Thì từ những cái mà anh ta đã lộ ra cái bản chất mà kêu bằng hay là kêu bằng là xấu xa của anh ta, thì anh ta cũng đã điện cho con bảy màu rồi con bảy màu nó cũng điện, nó cũng ghi âm lại rồi nó cũng tung lên trên cộng đồng mạng. Thì từ những cái đó thì mình cũng đã biết được những cái bộ mặt là kêu bằng là xấu xa của cái người anh hai là như thế nào rồi. Từ những cái đó thì mình cũng đã hiểu anh ta là kêu bằng là hiện tại bây giờ thua những người mà kêu bằng á, thua những người dân như vậy, thua những người dân luôn. Cô chú chị cũng biết đó, vợ chồng của anh Linh Tý Bích Trâm và ngay cả chị Ni đó, và những người mà yêu thương, vì yêu thương mà đến cũng đến để bảo vệ chồng Long, cái đó toàn là những người dân chứ đâu phải như anh ta là cái bằng là biết biết là mình là con nuôi của ông Năm rồi. Mình biết từ ngày xưa tới giờ thì ông Năm cũng đã dìu dắt anh ta, nếu như mà ông Năm không mất á thì cũng chẳng ai biết anh ta là ai, anh ta là như thế nào, anh ta có nổi tiếng hay không đó. Thì bây giờ những hình ảnh của ông Năm vẫn còn ở đó, thì tất cả ai cũng đều quý mến ông Năm, và hình ảnh của anh ta thì hiện tại bây giờ không ai mà nhớ tới anh ta là một người nghệ sĩ như như vậy cũng chị. Tại sao mình là nghệ sĩ kia bằng là cụ cội, mình nghệ sĩ kia bằng là 50 60 năm trong nghề, 50 năm trong nghề, mà tại sao mình không biết những cái điều đó mà mình lên trên cộng đồng mạng bây giờ mình muốn đổ lỗi hết tất cả cho Hồng Loan, muốn là Hồng Loan phải nhận trách nhiệm đó, Hồng Loan phải lên phân tích cho tất cả cộng đồng mạng đều biết anh ta là kia bằng là vô tội. Nhưng mà không bao giờ cũng vậy, không bao giờ anh ta mà kêu bằng là vô tội được. Hồng Loan cũng sẽ có những cái mạnh mẽ hơn để Hồng Loan chiến đấu với anh ta, và để Hồng Loan phơi bày sự thật những cái câu chuyện này như thế nào rồi. Đó thì Hồng Loan cũng lên một cái sự thật tốt, đó là rất là buồn và cũng không muốn like để bán hàng, muốn nghỉ ngơi vài hôm. Và chị Ni cũng chia sẻ trên cái đường cái sự thật tốt của chị Ni đó, thì sau 2 tuần nữa chị Ni sẽ trở lại. Chị Ni sẽ trở lại, bây giờ chị Ni cũng về với gia đình, và chị Ni cũng sẽ trở lại để trả lời hết tất cả những tin nhắn, trả lời hết tất cả những cái gì mà cộng đồng mạng mà kêu bằng là nhắn tin để hỏi chị Ni đó. Thì chị Ni cũng nghỉ ngơi, nhưng mà trong thời điểm nghỉ ngơi này thì chị Ni cũng không thể nào nghỉ ngơi được,
chị Ni cũng lên những cái bài viết để kêu bằng là đính chính lại cái câu chuyện của cái người anh hai này lên công kích Hồng Loan và lên nói là Hồng Loan là con nuôi, con không chính thống của ông Năm. Nghĩ như sao mà cái lời nói của anh ta mà nói ra, thoát ra được những cái lời nói của anh ta như vậy thì làm ai mà chẳng đau lòng hả cô chị? Không ai mà không đau lòng. Ngay cả mà tòa án ở Hà Nội người ta cũng đã tuyên bố cho Hồng Loan là con ruột, con chính thống của ông Năm, và Hồng Loan toàn quyền quyết định, toàn quyền quyết định à những cái khi bằng là những cái bản quyền của ông Năm, bản quyền hình ảnh à, và bản quyền của ông Năm đó, anh ta cũng đã có những cái lợi nhuận từ cái bằng là từ cái bản quyền âm nhạc rồi. Thì ai ai đều cũng biết trong câu chuyện này đó là ai đúng ai sai, thì cộng đồng mạng người ta đã biết rồi. Cộng đồng mạng trông chờ vào cái điều là phía bên tòa án à, người ta ra quyết định là Hồng Loan là con ruột của ông Năm, toàn quyền quyết định hết. Thì bây giờ toàn bộ sự thật cái câu chuyện đó, nhưng mà anh ta cũng chẳng tin đó là sự thật, đó là sự thật câu chuyện nó như thế nào. Nếu như Hồng Loan mà không lấy lại được bản quyền thì tới bây giờ thì nó sẽ về tay ai, ai sẽ là người thừa hưởng, và anh ta là người mà khi bằng đứng ở bên ngoài mà thừa hưởng cái số tiền khi bằng là à, cái bản quyền của ông Năm tới bây giờ. Và mẹ con cô cháu gái cũng như vậy, con chị bây giờ cũng vậy. Nếu như mà mình suy nghĩ thì chắc chắn em nghĩ rằng chắc chắn anh ta đã bây giờ đã quay xe rồi, quay về phía bên kia rồi. Từ những cái mà kêu bằng là nhấn mạnh của ông ta về những cái mà cô cháu gái rất là nhiều lần anh ta nói là cái bản quyền này, và phía bên cô cháu gái đã kêu bằng là kêu phía bên mảng truyền thông về quay. Thì em nghĩ nếu như mà không có bàn tay của anh ta thì làm sao mà cô cháu gái này đưa cái mảng truyền thông về quay được hả con chị? Trong thời điểm đó anh ta cũng biết về mảng truyền thông và biết thế này thế kia, thì không có như vậy làm sao được. Nói thì trong cái vấn đề này rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện mà anh ta đã sai trái trên những cái xì tát của chị Ni nhắn rất là dài, rất là dài. Và em nghĩ rằng là chị Ni cũng rất là bức xúc và rất là bực bội, và chị ta cũng muốn lên tiếng là phơi bày sự thật. Còn bây giờ thì chị ba bình tĩnh thì mình dục quan bên, mình không muốn nói nữa đó. Thì mình chỉ muốn chia sẻ về cái câu chuyện của người anh hai này à, kêu bằng là đối với người em mình kêu bằng là quá kêu bằng là quá kiêu căng, và người anh hai này bây giờ không thể nào mà kêu bằng là thốt lên lời được không chị, không thể nào nấu được. Nó bây giờ nuôi hay ruột gì thì nó đã lòi ra, đã biết được cái câu chuyện là nuôi hay ruột rồi, ai là ruột, ai là nuôi, ai là con nuôi đó. Tại sao mình Hồng Loan là con Hồng Loan là con nuôi, mà tại sao ông Năm lại đưa vô khẩu tới bây giờ? Rồi cô cháu gái nói rằng là ông Năm rất là thương, rất là quý mến à, rất là thương và quý mến cô cháu gái này à, là truyền nhân nấu giỏi gì đó. Ủa tại sao ông Năm vậy mà ông Năm không đưa vô hộ khẩu đi? Nó tới bây giờ vẫn còn ở ngoài vậy, vẫn còn đi ra ngoài mướn nhà mướn cửa. Em nghĩ rằng thì cái người anh hai này cũng đã liên lạc với cô cháu gái rất nhiều lần trong cái câu chuyện của Hồng Loan lùm xùm, nhưng mà tại vì anh ta muốn ở ngoài à, nuôi ông tay áo của chị, ông muốn hưởng lợi từ cái vấn đề của Hồng Loan. Nhưng mà bây giờ đã lầu ra như vậy rồi thì làm sao mà hưởng lợi được, thì tất nhiên phải lên trên cộng đồng mạng phải xây chuyển tình hướng lại chứ, làm sao mà chịu được không chị. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào cho em một lượt like nè, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và theo dõi hết toàn bộ video của em. Em cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều nha. Em chào tất cả cô chú chị. Bye bye cô chú chị.